Và bao trong số anh chị trong hội trường này mình thích về con số rất là lớn tôi ạ? Bao trong số anh chị muốn được nghe một chuyên gia về tài chính sẽ chia sẻ với mình những kiến thức về tài chính cho tay nó tôi ạ? Vâng, hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn nữa để chào mừng lên sân khấu anh Phạm Thành Biên. Xin chào tất cả các bạn, tôi là Phạm Thành Biên. Tôi muốn tất cả hội trường chúng ta dành một tràng pháo tay to, to hơn nữa để tri ân cảm ơn thầy Phạm Thành Long chúng ta được không ạ? Bao nhiêu trong số các anh chị ở đây muốn mình trở nên giàu có hơn nữa, giơ tay lên và nói tôi được không ạ? Bao nhiêu số anh chị em mong muốn trở nên giàu có, khỏe mạnh, hạnh phúc hơn nữa, giơ tay và nói tôi được không ạ? Bao nhiêu số anh chị em mong muốn mình có những cái đội nhóm, những cái thành viên, những đồng đội của mình vô cùng tích cực, vô cùng yêu thương và vô cùng giàu trí tuệ, hãy giơ tay lên và nói tôi được không ạ? Rồi, high five người bên cạnh là tham gia yêu kèm thôi. Rồi, high five với người đường trước, đằng sau, bên trái, bên phải, tham gia yêu kèm thôi. Nào, mạnh mẽ lên nào. Ok, xin chia sẻ với quý anh chị như này. Cách đây 4 năm, 2015 thì tôi không được may mắn như các anh chị ở đây. Tôi không được tham dự chương trình đánh thức giàu có. Tôi có follow thầy trên Facebook. Và tôi có một đọc rất là nhiều cái status của thầy. Và tôi có một cái câu mà tôi rất là tâm đắc. Đó là thầy có chia sẻ trên status một câu rằng là cái nếu như bạn mà có tài năng thì hãy đem tài năng đấy cống hiến cho xã hội. Đấy thì tôi có một cái tài năng, đó là tôi làm việc với con số rất là tuyệt vời. Tôi tìm ra các quy luật của thị trường. Và tôi là nhà đầu tư tài chính từ năm 2005 đến nay. Và sau khi tôi biết đến thầy, tôi ngay lập tức tôi tìm đến văn phòng của thầy và tôi đăng ký học ngay khóa học có tên là Ultimate Trainer, cái khóa học của tôi trên áo đây này. Và sau đó thì đến 2016 thì tôi tham gia tất cả các chương trình huấn luyện của thầy trong vòng năm 2016. Và những cái điều mà tôi học được từ thầy để tôi xây dựng cái doanh nghiệp của tôi, đó là công ty Finmoc của tôi bây giờ. Đó là một cái doanh nghiệp mà chuyên đào tạo kiến thức cho nhà đầu tư tài chính, đào tạo kiến thức cho nhà đầu tư tài chính chuyên nghiệp. Và tôi những cái chiến lược của tôi áp dụng vào thầy, đó là thứ nhất đó là đạo bán hàng ấy, thì là trao giá trị. Đấy, và bán hàng là đào tạo thị trường. Chính vì thế cho nên tôi đăng và tôi chia sẻ rất là nhiều các kiến thức liên quan trên kênh Facebook cá nhân của tôi và trên kênh YouTube của tôi, là chia sẻ cho những người nào mong muốn quan tâm đến thị trường đầu tư tài chính, biết được là những cái kiến thức cơ bản nhất, kiến thức nền cơ bản nhất, để có thể là tạo cho mình một cái bộ lọc, tìm hiểu xem những cái chỗ nào có thể đầu tư được, những chỗ nào mà không nên đầu tư trong thị trường tài chính. Bởi vì như chúng ta đã biết, ở trong thị trường tài chính bây giờ nó rất là hỗn độn, rất là nhiều gọi là thực hư lẫn lộn, cho nên là có những chị anh chị em mà mới bước chân vào thị trường thì sẽ không biết được đâu là đúng, đâu là không. Và cái chiến lược tiếp theo tôi áp dụng cái chiến lược của thầy hướng dẫn tôi trong chương trình huấn luyện yêu kèm, đó là liên tục gia tăng giá trị cho khách hàng. Đấy là chiến lược thứ ba mà tôi áp dụng. Và những cái chiến lược tiếp theo là để tiếp cận được với số đông thì tôi áp dụng cái chiến lược là marketing đa kênh. Và tôi trao giá trị của tôi trên đa kênh, từ Facebook, từ blog, từ YouTube, từ email marketing, từ SMS marketing. Bao số anh chị em là biết đến SMS marketing ạ? Ok, rất tuyệt vời. Đấy, tôi là áp dụng tất, có những cái gì võ đang hiện đại nhất tôi áp dụng hết. Để làm thế nào để tiếp cận được với những cái người khách hàng của tôi. Đó, đấy là những cái chiến lược mà tôi áp dụng ở trong các cái chương trình huấn luyện của thầy mà tôi áp dụng được. Và nó đem lại những cái hiệu quả nhất định cho doanh nghiệp của tôi. Và cái lượng follow trên Facebook của tôi tăng lên, lượng subscribe kênh YouTube của tôi tăng lên. Và tôi tiếp cận được những anh chị em. Có một điều tuyệt vời như này, không chỉ có khách hàng của tôi ở Việt Nam mà tôi còn tiếp cận được khách hàng cả quốc tế. Bao số anh chị em muốn bán hàng tới quốc tế, ra tay lên và nói tôi. Đó, đấy là cái điều vô cùng tuyệt vời mà nhờ có Internet Power System mà tôi tiếp cận được cả với những người Việt ở quốc tế. Và có những người ở quốc tế bay về Hà Nội hoặc bay về Hồ Chí Minh đã từng tham gia các khóa huấn luyện của tôi thông qua Internet Power System. Đấy, đấy là một cái chương trình mà nếu như anh chị em, bao nhiêu trong số anh chị em ở đây đã làm kinh doanh hoặc đang làm kinh doanh hoặc muốn xây dựng đội nhóm kinh doanh, hãy giơ tay lên cho tôi biết được không ạ? Ok, thế vậy là anh chị chắc chắn là nếu anh chị đang làm kinh doanh hoặc chuẩn bị làm kinh doanh thì chắc chắn là chúng ta sẽ phải gặp nhau. Và vì là như này, nếu như anh chị mà chưa xây dựng cho mình những cái kiến thức tư duy đúng mà chúng ta hành động thì có thể nó sẽ dẫn đến là gì? Là nó sẽ bị làm lệch hướng. Và có một điều tuyệt vời nữa là trong đội nhóm chúng tôi, trong cộng đồng YouCam thì ngoài việc được thầy hướng dẫn, ngoài việc được thầy dẫn dắt thì còn có cả một cộng đồng hàng nghìn anh chị em doanh nhân cùng giúp đỡ nhau, cùng tiến bộ. Thì đây là một cái môi trường vô cùng tuyệt vời mà tôi tâm đắc rất một câu, đó là môi trường thì mạnh hơn tư duy.
gần những người tích cực thì chúng ta sẽ tích cực, gần những người giàu thì chắc chắn chúng ta sẽ giàu, và gần những doanh nhân thành công thì chắc chắn chúng ta sẽ thành công. Vậy bao số anh chị em mong muốn mà tìm hiểu thêm về tôi hoặc là tìm hiểu các sản phẩm dịch vụ của tôi mà tôi đang cung cấp thì có thể tiến xuống dưới căn phòng bên trái bên kia thì gặp tôi có thể tư vấn thêm cho anh chị về tư vấn tài chính cá nhân hoặc là tài chính đầu tư. Rất vui được làm quen với tất cả anh chị em. Xin cảm ơn.